qua nguồn tin từ người dân khoảng 11 giờ 40 phút trưa nay công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Điềm Huy bất ngờ ập vào phần đất nhà của ông Lê Văn Giòn sinh năm 1973 ngụ xã Điềm Huy huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang và tại đây thì các đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền theo ghi nhận tụ điểm này nằm khuất sâu trong vườn xung quanh ruộng nước nhiều cây cối bao che, phải đi qua cầu khỉ bắt ngang con kênh lớn và có đối tượng canh gác bên ngoài nên lực lượng chức năng tiếp cận hết sức khó khăn. Vì vậy, khi lực lượng chức năng đột kích nhiều đối tượng đã kịp bỏ chạy. Cơ quan chức năng bắt được 5 đối tượng đều cùng ngụ ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ tăng vật gồm 20 triệu đồng và 3 con gà đá, 4 cửa sắt, 7 cuộn băng keo đã qua sử dụng, nhiều điện thoại di động và các loại cùng 18 xe máy. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.